Xin chào các bạn đến với Mimin Tarot và đây là các bạn nhóm đất Market Ngưu Sử Nữ. Đây là dự đoán tháng 9 dành cho các bạn hãy đón nhận thông điệp này một cách là cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Nhớ xem thêm các cung nhà khác để có thêm thông tin nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với Market, nhóm đất là Market Kim Ngưu Sử Nữ. Chúng ta bắt đầu với Market. Đối với Market trong tháng này thì sự kiện nổi bật của các bạn ấy, mình thấy rằng là có thể là các bạn sẽ có một cái cơ hội khá là tốt về mặt tiền bạc, tài chính, công việc ở đây. Đặc biệt là đã những bạn nào liên quan đến kinh doanh buôn bán gì đó thì mình thấy là khá là ok, khá là ổn, khá là tốt. Và mình thấy rằng là nó là cái cơ hội mà nó giống như là đã định mệnh rồi. Bạn sẽ phải gặp nó, bạn sẽ phải chớp lấy cái thời cơ đó, bạn sẽ phải nắm lấy cái thời cơ đó, cái cơ hội đó để giống như là làm cho cái công việc của mình nó tốt lên. Đó, đó là cái sự kiện nổi bật về cụ thể hơn của các bạn là Market trong cái tháng 9 này. Thì mình thấy rằng là có những thứ liên quan đến quá khứ mình thấy các bạn cần phải kết thúc. Nó có thể là một cái nỗi buồn, nó có thể là một điều gì đó không được suôn sẻ lắm, không được vui vẻ lắm trong cuộc sống của các bạn. Nhưng mà hãy biết rằng là cái sự kết thúc chính là vẽ đường cũng như là dẫn đường đến một cái khởi đầu mới cho cuộc sống của các bạn. Và nó giống như một cái hidden gift, nó giống như là một cái món quà bị ẩn giấu vậy. Đây, thì mình thấy rằng là trong cái tháng 9 này á trong cái tháng 9 này á thì mình thấy là các bạn sẽ rất là chăm chỉ làm công việc của mình. Về mặt công việc, tài chính, tiền bạc thì rất là chăm chỉ làm việc với mọi thứ luôn. Và đối với những thứ liên quan đến quá khứ, bạn cần phải học cách làm sạch nó, chữa lành những cái tổn thương đó. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa đến với cái tụ bài của các bạn Market, đó chính là mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái cơ hội tình cảm nào đó được đem đến với các bạn. Vào cái thời điểm mà các bạn đang rất là chăm chút cho công việc sự nghiệp của mình thì có một cái sự kiện nào, có một cái tình cảm, có một cái mối quan hệ nào đó được đem đến trong cuộc sống của các bạn. Nhưng mà mình thấy là các bạn không thích lắm, hoặc là các bạn cảm thấy các bạn muốn trông chờ vào một cái điều gì khác. Chính vì thế mà khi cơ hội được đem tới, bạn nghe có vẻ là vẫn chưa chấp nhận nó và chưa cảm thấy là nó phù hợp với các bạn á. Thì và các bạn rơi vào trạng thái phân vân, chia giữa hai đường, có biết là mình có nên đồng ý họ hay không, hay là mình sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, đi tìm cái con đường thực sự cho mình. Thì đối với cái tụ bài này thì mình thấy nó hoàn toàn có những cái đối với những tụ bài này nó hoàn toàn có những cái tiềm năng để có thể phát triển được. Các bạn đối với mối quan hệ này, một số bạn có thể là bắt đầu từ một mối quan hệ bạn bè, có những bạn khác thì cái nền tảng bạn bè của cái mối quan hệ là rất là mạnh mẽ. Mình thấy các bạn thì các bạn đang rất là ổn, rất là ok với cuộc sống của các bạn. Duy chỉ có điều là bạn vẫn cần làm sạch quá khứ và chữa lành những cái tổn thương bạn có thôi. Còn về cơ bản bạn làm chủ cuộc sống của bạn rất là tốt. Về công việc, tài chính, tiền bạc, mọi thứ nó vẫn ok. Kể cả đối với những cái câu chuyện tình cảm đến với cuộc sống các bạn cũng rất là tỉnh táo và lý trí trong mọi thứ. Mình thấy là một số bạn có thể là sẽ có những cái tổn thương liên quan đến đứa trẻ bên trong, hoặc là một cái tổn thương nào đó mà nó vẫn là một cái nỗi ám ảnh nào đó đối với các bạn mà các bạn chưa thể giải phóng được, chưa thể giải quyết được. Bây giờ mình sẽ xem thêm cụ thể hơn nhé. Decision. Cái lá bài này nói về việc đấy là đã đến lúc để các bạn đưa ra một cái quyết định quan trọng cho mình. Và cái quyết định này thì mình thấy là nó có thể liên quan đến những cái mối quan hệ của các bạn. Tức là cái gì nó cần dứt thì dứt lốt đi, cho nó hết đi, cho nó xong đi. Đừng có đứng lập lờ giữa hai đường ấy. Và thứ hai nữa, đấy là nếu như cơ hội mới tới với bạn mà các bạn cảm thấy phù hợp ấy, cũng chớp lấy nó. Chứ mình thấy không hẳn là các bạn không thích, mà là các bạn đang kiểu thăm dò, đang muốn kiểu nửa nọ nửa kia. Thì mình thấy trong tháng 9 này các bạn sẽ phải đưa ra một cái quyết định quan trọng cho cái câu chuyện, những cái mối quan hệ của các bạn. Các bạn vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm, những thứ nó đã cũ. Nhưng mình biết là sâu thẳm trong trái tim bạn thì các bạn biết được rằng là mình cần phải làm gì, mình nên làm gì rồi. Giống như nó chỉ là một chút gì đó vẫn còn đang lưu luyến, còn đang luyến tiếc gì đó thôi. Nhưng trong tháng 9 này thì mình thấy mọi thứ về cơ bản là ổn. Các bạn sẽ lấy lại được cho mình cái sự cân bằng hài hòa với mọi thứ. Sẽ có những mối quan hệ mới tới với các bạn. Có điều là các bạn sẽ đón nhận nó như thế nào, các bạn sẽ đối xử với nó như thế nào thôi. Ok, cụ thể hơn. Cụ thể hơn, cụ thể hơn.
đối với tụ bài của các bạn market, cụ thể hơn đối với các bạn tụ bài market. Hãy giữ cho mình một cái tâm trí thật là lạc quan, bạn sẽ thu hút cũng như là kiến tạo những thứ chính xác, những thứ mà bạn muốn. Quan trọng là chúng ta phải tích cực thì chúng ta sẽ thu hút được những thứ tương tự. Còn mình thấy ở đây thời điểm này giống như là các bạn chưa rõ ràng là mình muốn điều gì đâu, chưa cụ thể, chưa rõ ràng đâu. Còn đối với nếu như bạn nào còn đang phân vân đối với một mối quan hệ cũ nào đó hay là một cái gì đấy liên quan đến quá khứ ấy, thì mình thấy là nó đã over, nó đã hết rồi và nó sẽ chả có cái cơ hội thứ hai để thay đổi đâu. Cho nên là đừng đứng lập lờ. Mình thấy các bạn giống như kiểu vừa muốn cả người mới vừa muốn cả người cũ ấy, vẫn có thể là liên lạc với người mới nhưng mà vẫn chờ mong người cũ, vẫn còn hé hé một cánh cửa nào đó để mong cái người cũ họ quay trở lại. Nhưng mà mình thấy là nó đã đi đến hồi kết rồi, đã đến lúc để kết thúc rồi. Cơ hội mới ở đây dành cho các bạn ấy, mình thấy là nó ok mà. Nó nở hoa mà, nó nở hoa cho bạn mà, không có gì đâu. Tụ bài số của song tử new love đấy. Có một cái tình yêu mới đang đến với các bạn rồi, trên đừng phân vân giữa cái chặng đường cũ và chặng đường mới nữa. Cũ rồi cho qua đi, bạn phải kết thúc nó đi để cho mình một cái chặng đường mới. Stay optimistic about your love life, hãy lạc quan về đời sống tình cảm của các bạn. Bạn thực sự xứng đáng với tình yêu. Nói chung phía trước nó đang đợi bạn là một cái kỳ nghỉ, một cái điều gì đấy rất là ngọt ngào chờ các bạn ở phía trước. Calling your soulmate, người này là người mà bạn thu hút vào trong cuộc sống của các bạn đấy. Nên đã đến rồi thì đúng kiểu y hệt như cái bạn mà đòi quà từ vũ trụ ấy, muốn món quà từ vũ trụ ấy, quà đến lại đòi đổi, lại bảo em thích món quà cũ, con thích món quà cũ cơ. Úi giời, thế ai chiều được hả? Nói chung là mình chỉ đùa như vậy thôi, nhưng mà đại loại, đại ý ở đây có nghĩa là đã đến lúc để các bạn kết thúc con đường cũ, đừng đứng giữa hai làn đường nữa. Nếu không bạn sẽ chả đi đâu được, bạn chỉ quyết định chọn một thôi. Và rõ ràng quá khứ thì không thể thay đổi được rồi, bây giờ chỉ có thể hiện tại và tương lai mọi thứ nó sẽ chuyển biến với các bạn thôi. Thì các bạn hãy tận dụng những cái thời khắc đó. Ok, bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà không tận dụng nó thì quá khứ hay hiện tại hay tương lai thì nó cũng sẽ trở thành quá khứ cả thôi. Đừng lặp lại sai lầm một lần nữa. Đó là các bạn market, chúng ta đến với Kim Ngưu. Chào các bạn đến nơi dự đoán tháng 9 của Kim Ngưu. Đón nhận thông điệp một cách cởi mở và xem thêm các cung nhà khác để có thêm thông tin cho mình nha. Đối với các bạn Kim Ngưu thì đầu tiên mình thấy ở đây đó chính là trong cái tháng 9 này sự kiện nổi bật dành cho các bạn, có thể các bạn sẽ có những cái cãi vã không cần thiết, những cái xung đột không cần thiết ở đây. Và nói chung ý, mình thấy rằng là nó cho mình cái cảm giác của cái việc đấy là kể cả khi các bạn bắt đầu làm một điều gì đó ấy, ngay từ đầu đã không ổn rồi á, thì về phía sau rồi nó cũng sẽ không ổn rồi thôi. Trên nếu như các bạn đánh hơi thì cái việc đấy nó không ok á, tốt nhất là té, không việc gì mà phải làm nữa, kiểu thế. Đó là có thể bất kỳ điều gì nha, một mối quan hệ hay bất kỳ điều gì đó. Ví dụ như là các bạn có một mối quan hệ mới đi, các bạn mới đến với nhau đi, nhưng bắt đầu các bạn gặp một cái vấn đề gì đó mà mình thấy cũng khá nghiêm trọng đấy, thì mình thấy là ngay khởi đầu nó đã không có, nó đã có những cái xung đột đấy rồi á, thì mình thấy là bạn nên xem xét thật là kỹ càng cái mối quan hệ đó, kể cả về công việc luôn cũng như vậy. Cụ thể hơn về cái tụ bài này thì mình thấy rằng là trong tháng này là có cãi vã đấy, trong tháng 9 này sẽ có cãi vã, sẽ có xung đột, có thể là với ai đó họ ghen tị với các bạn. Thì mình thấy rằng là họ ghen tị với các bạn, có thể trong công việc hay là gì đó, và có thể họ sẽ tìm cách để xung đột với các bạn. Mình thấy còn về phía bạn thì các bạn là một cái người mà việc mình làm, việc ta làm, không quan tâm và không liên quan đến người khác. Nhưng đôi khi cái việc mà các bạn làm việc của bản thân các bạn ấy, nó không đồng nghĩa với việc người khác sẽ không đụng chạm đến bạn. Tức là bạn không đụng chạm đến người ta không đồng nghĩa với việc người ta không đụng chạm đến bạn. Ngứa mắt thì thích đụng chạm đấy, kiểu thế. Thì người ta sẽ tìm cách để mà có thể là ghen tị với bạn, hoặc là tìm cách gì đó để đẩy bạn xuống. Thế nhưng mà mình thấy rằng là bằng cái sự tự tin của bản thân các bạn ấy, và mình thấy là cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, bạn cũng có một cái chuẩn mực rất là rõ ràng. Tức là kể cả họ có đối xử với bạn như thế nào đi chăng nữa ấy, thì các bạn cũng sẽ hành xử theo một cách rất là văn minh, rất là tôn trọng họ, vẫn là rất là tôn trọng, rất là văn minh. Nhưng mà bạn sẽ tỏ rõ cái thái độ của mình hơn ra cho với họ, để cho họ ngừng cái việc đấy đi. Thì mình thấy đây là một cái điều rất là tốt. Còn nếu với những ai mà đã nín nhịn rất là lâu rồi á, thì mình thấy đã đến lúc để các bạn bật lại.
Nến nhịn lâu là các bạn phải bật lại, bởi vì mình thấy rằng là bạn càng tôn trọng họ, càng để họ lấn tới ạ, thì họ họ càng không biết trời cao đất dày là cái gì, thì bạn bạn phải có một cái biện pháp gì đấy mạnh hơn để có thể cho họ chấm dứt cái điều đấy đi. Thậm chí có những bạn ở đây các bạn sẽ quay lưng lại với cái mối quan hệ đó, hoặc quay lưng lại với cái điều khiến cho bạn mệt mỏi đó. Và trong tháng này thì có khá là nhiều thứ sáng tỏ. Trước đây có thể là họ là một cái người mà tỏ toè vẻ rất là tôn trọng bạn, rất là tốt với bạn này khác, thế nhưng mà thực chất thì đến cuối cùng bây giờ mới lộ mặt chuột rằng là à luôn ở đằng sau lưng bạn ghen tị với bạn, đâm sau lưng bạn nói xấu bạn rồi vân vân và mây mây. Thì mình thấy rằng là bạn sẽ giải quyết được những cái lùm xùm này thôi, và trong tháng này mình thấy có thể bạn cũng sẽ có những cái niềm vui gì đó nhất định đấy. Nói chung là tự tin lên với những gì mà bạn sẽ chiến đấu, sẽ đối mặt, vì mình tin là các bạn sẽ làm được, sẽ giải quyết được vấn đề. The future. Trong tương lai này đang có một cái điều gì đấy đến với các bạn, nó có thể liên quan đến một cái sự công nhận nào đó. Và mình thấy ở đây á, các bạn cũng nên chú ý đến cái việc đấy là nghỉ ngơi, tái tạo là cái nguồn năng lượng của các bạn. Bởi vì mình thấy là có thể khi mà những cái ảnh hưởng tiêu cực ấy đến với bạn, đến với cuộc sống của bạn, đến với bản thân các bạn, có thể là cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hơi khó chịu, ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, con người của bạn. Nhớ là cứ tiếp tục cái phương châm việc việc bạn bạn làm, việc khác người khác làm. Và nếu như họ có một cái hành động gì đấy không tốt với bạn ấy, cũng phải biết là phản kháng lại, cũng phải biết là cảnh cáo người ta để người ta không tiếp tục làm cái điều đó nữa. Đấy là cái thông điệp dành cho bạn. Còn đâu về mọi thứ thì mình thấy là ok, ổn. Mọi thứ nó rất là ổn, rất là ok với các bạn. Đầy đủ, vừa phải, ổn định. Và mình thấy mình cứ có cảm giác bạn là một người gì đấy rất là điềm tĩnh, hoặc là bạn xử lý mọi thứ rất là điềm tĩnh, bạn không sồn sồn lên đâu, bạn không kiểu loạn lên đâu. Mà bạn xử lý rất là bình tĩnh, có thể bạn chỉ nói một câu thôi là người ta đã phải tự phải nhổ tưởng nói một câu thôi, nó giống như là người khác nói 10 câu đó. Mình cũng thấy là trong tháng này có thể các bạn sẽ tương tác với khá là nhiều người đấy, nhiều người lắm, trẻ có già có, kiểu gì cũng có luôn ý. Cho nên là mình thấy là bạn cũng phải biết cách gọi là thanh lọc mọi thứ trong cuộc sống của các bạn, cái mối quan hệ nào cần thiết cho các bạn và cái gì không. Bởi vì mình thấy khi các bạn tương tác với quá nhiều người á, sẽ có rất là nhiều cái nguồn năng lượng nó ảnh hưởng đến cho các bạn mà các bạn không thể gọi là bảo vệ cho bản thân mình xuể được. Tụ này nó hướng đến một cái việc đấy là sẽ có một cái kiểu như là đột phá, một cái bước đột phá, có một cái bước gì đó mà nó giống như là khác biệt so với trước đây, nó giống như là một cái sự đột phá ấy, trong cuộc sống của các bạn, và liên quan đến những cái đấu tranh mà các bạn có trong cuộc sống, đặc biệt là đến những cái mâu thuẫn, những cái ghen tị gì đó mà các bạn đã có. Mình thấy là nó đã tồn tại từ lâu rồi nhưng mà các bạn để nguyên nó, các bạn vẫn có một cái sự gọi là tôn trọng với họ, và các bạn cảm thấy là chưa đến lúc để mình bung xóa. Nhưng mà mình thấy là trong cái tháng 9 này có thể là sẽ là nó sẽ đến đỉnh điểm để cho các bạn có thể bung được, xóa được và kiểu thể hiện bản thân mình ra. Nếu không thì người ta sẽ rất là lấn tới với các bạn. Và mình thấy là cái mối quan hệ này nó sẽ không chỉ ở trong công việc của các bạn đâu, mà có thể là trong gia đình này, những người xung quanh này, và kể cả bạn bè của các bạn nữa. Sau cùng thì mình thấy là mọi thứ nó cũng sẽ vẫn ổn với các bạn. Các bạn sẽ cũng vẫn cảm thấy hài lòng với mọi thứ, vì mình thấy bạn làm gì cũng có suy nghĩ, có tính toán riêng, và nó rất là rõ ràng, chứ nó không hẳn là bộc lộ theo cảm xúc hay là gì đó đâu. Cho nên mình cảm thấy cái tụ bài này nó cho mình một cái cảm giác gì đấy rất là an tâm, rất là yên tâm về những gì mà bạn hành xử, về những gì mà các bạn làm. Bây giờ mình sẽ rút thêm một thông điệp nhỏ nữa thôi. Tụ này thì nó cũng không có quá là nhiều những cái vấn đề mà mình cần phải đề cập đến. Bởi vì mình thấy là cho dù có chuyện gì chăng nữa thì các bạn cũng sẽ vẫn làm tốt. Tụ Kim Ngưu Movement. Bạn rất là kiểu giống như một dòng sông lững lờ, lặng lờ trôi ấy, kiểu như thế. Lững lờ trôi. Đấy, rất là bình tĩnh, rất là tĩnh lặng đối với mọi thứ. Cái ra lá bài nào nó thể hiện bản thân các bạn ra đến đấy.
Thì mình thấy ở đây là có thể tháng này bạn sẽ hơi máu lửa hơn một chút so với mọi khi. Tức là nếu như mà bạn cảm thấy mọi thứ lên đến đỉnh điểm rồi, bạn sẽ ok ra tay xử lý nó, chứ các bạn không nhịn nữa. Đấy là các bạn chọn số các bạn song tử nhá. Chúng ta đến với không, các bạn này là các bạn kim ngưu, market kim ngưu. Chúng ta đến với xử các nữ. Bạn đến với dự đoán tháng 9 dành cho các bạn xử nữ. Nhớ đón nhận thông điệp một cách là cởi mở nha. Với cái câu hỏi dự đoán tháng 9 cho các bạn thì xem thêm các cung nhà khác để có thêm thông tin nha. Tháng 9 các bạn như thế nào thì mình thấy là sẽ có những cái cuộc trò chuyện, nói chuyện hoặc là buôn chuyện gì đó với một ai đó khá là thân thiết của các bạn. Tức là bạn có thể sẽ nói chuyện với ai đó rất là nhiều, như là tâm sự, nói chuyện, kể chuyện, buôn chuyện gì đó rất là nhiều nha. Và cái người này có thể họ sẽ cho bạn khá là nhiều lời khuyên đấy. Đó là cái sự kiện nổi bật. Còn về cái cụ thể trong cái trải bài này của các bạn xử nữ thì mình thấy là có thể các bạn vừa mới trải qua một mối quan hệ ngắn hạn. Đó có thể là tình một đêm, đó có thể là một mối quan hệ rất là ngắn, đến với nhau cũng nhanh mà đi với nhau cũng nhanh, chỉ tồn tại trong vòng mấy tháng thôi, hoặc là trong một thời gian 1-2 tháng thì đấy rất là ngắn ngủi thôi. Thì mình thấy rằng là trong cái tháng này các bạn cảm thấy là mình khá là phân vân giữa việc là mình có nên tiếp tục với cái mối quan hệ này hay không, tiếp tục chờ nó hay không, hay là thậm chí là có nên tiếp tục với nó, với cái mối quan hệ kiểu như thế này hay không. Bởi vì mình thấy nó giống như là nó không có một cái gì đấy rõ ràng và xác định cho các bạn. Thậm chí có những bạn đây còn không có danh phận, tức là hai người mập mờ với nhau, hoặc là họ coi bạn giống như là một cái gì đấy thích thì họ đến, còn không thì thôi á. Và mình thấy là về, hoặc nếu không, một trường hợp nữa mà mình thấy ở đây có thể diễn ra, đó chính là có thể họ bắt đầu kiểm soát bạn. Họ ích kỷ với bạn, họ kiểm soát bạn, bắt bạn phải thế này, bắt bạn phải thế kia. Và nó khiến cho các bạn cảm thấy giống như là mình bị ngừng lại, mình bị nhốt lại giống như là một con hổ á. Nhớ là con hổ nó ở trong, nó phải ở trong rừng chứ nó không phải ở trong lồng. Thì các bạn giống như là các bạn bị nhốt lại, hoặc là các bạn tự nhốt bản thân mình lại bằng cái việc đối với, tức là bạn dùng cái mối quan hệ này giống như là một cái lồng á, nhốt bản thân mình để mình không bộc lộ bản thân mình ra. Bạn phải vặn nhỏ ánh sáng của mình ra để mình không gọi là sợ cái đối phương kia họ cảm thấy kém hơn chẳng hạn, thì họ sẽ cảm thấy thế này thì khác. Tức là các bạn nghĩ rất là nhiều cho người khác, nhưng bản thân bạn thì các bạn lại không nghĩ đến. Và mối quan hệ này thì mình thấy nó rất là khó để có thể tiến triển cao hơn, xa hơn. Bởi vì ngay từ đầu đến với bạn á, mình thấy cái người này họ không nghiêm túc với các bạn rồi, họ có những cái ý đồ khác. Thậm chí có những bạn đây, bạn là một sự lựa chọn khác của họ. Tức là họ có rất nhiều sự lựa chọn khác, bạn là một trong số những sự lựa chọn đó thôi. Thích thì họ đến, không thì thôi. Thì mình thấy rằng là thôi đau một lần rồi thôi các bạn ạ. Trong cái tháng 9 này có thể là các bạn sẽ quyết định, đưa ra một cái quyết định cho mình là kết thúc cái mối quan hệ này. Mặc dù nó đau đớn đấy, nhưng mà hãy nhìn mọi thứ ở một cái bức tranh toàn cảnh, một cái bức tranh rộng hơn về mọi thứ. Và khi các bạn nhận ra được cái vấn đề của mình ở đâu, cái câu chuyện này bạn biết nó không đi đến đâu ạ, và bạn biết giới hạn cũng như giá trị của mình là chắc chắn là mình xứng đáng với những thứ tốt hơn, vẫn luôn luôn có những người sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ mình. Vậy thì tại sao mình phải lao đầu vào một mối quan hệ như thế này? Và mình thấy là có thể các bạn sẽ quyết định kết thúc nó, hoặc nếu không, vũ trụ sẽ đem đến sự kết thúc cho mối quan hệ này. Mình biết các bạn sẽ đau đớn, nhưng nó là một sự giải thoát cho các bạn. Nó giúp các bạn thoát khỏi cái lồng do chính bản thân các bạn bị nhốt lại ở trong đó. Nhìn rộng một bức tranh rộng ra, có thể đau đấy, nhưng về lâu về dài thì nó là một cái điều tốt đẹp dành cho các bạn. Và giống như mình nói, đau một lần rồi thôi. Mình thấy các bạn cũng sẽ bắt đầu healing những cái tổn thương mà các bạn có ở đây đối với cái mối quan hệ này. Có những bạn thì đã trải qua một mối quan hệ như thế này rồi, và thời điểm tiếp theo thì các bạn, tháng 9 này các bạn sẽ tiếp tục healing cho mình. Và mình thấy các bạn cũng sẽ kết nối được một nhóm hoặc một số người gì đó, hoặc các bạn nói chuyện với những người cùng đồng cảnh ngộ với các bạn, và các bạn sẽ giúp đỡ nhau rất là nhiều trong cái quá trình mà các bạn healing, chữa lành. Và các bạn sẽ thành công vượt qua được những cái nỗi đau này, những chướng ngại vật này mà thôi. Nói chung là bạn phải biết á, đôi khi mà thứ chúng ta không có được, thứ chúng ta muốn là cách mà vũ trụ bảo vệ chúng ta khỏi những cái điều tồi tệ hơn sẽ đến với chúng ta sau này. Thì mình thấy là trong cái tháng 9 này các bạn sẽ trò chuyện, nói chuyện với một cái nhóm người gì đó, hoặc là nói chuyện gì đấy rất là nhiều với một ai đó để giống như kiểu tâm sự ấy. Còn đâu về cái mối quan hệ này thì mình thấy là không nên tiếp tục rồi, bởi vì nó sẽ chỉ khiến cho các bạn cảm thấy đau đớn thôi, dằn vặt thôi. Rồi cụ thể hơn, đối với tụ này thì sao? Giống như là bạn nên chấp nhận mọi thứ nó đang diễn ra theo cách nó cần phải diễn ra thôi. Nó vì đại cục, vì bạn mà thôi. Cụ thể hơn, đối với cái tụ bài số 3 của các bạn xử nữ sẽ như thế nào? Với các bạn xử nữ thì sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào?
Mình thấy là đây với cái lá này mình cũng có nói xin là có thể là cái mối quan hệ này nó có cái sự xuất hiện của một người thứ ba. Đây với cái lá bài này luôn, nó nói về cái có một cái người phụ nữ khác, hoặc là có một cái gì đấy, một ai đó khác, họ ghen tị hoặc là họ có một cái gì đó đối với cái mối quan hệ này. Có thể bạn có thể là người thứ ba hoặc ai đó là người thứ ba trong mối quan hệ của các bạn. Nhưng mà đó, nếu chỉ cần nói đến thế thôi thì mình nghĩ là các bạn biết là mình, các bạn cần phải làm gì rồi. Ở lại cũng không ích gì cả, đúng không? Và mình tin rằng là sẽ có những cái lựa chọn mới tốt hơn đến với cuộc sống của các bạn, sẽ có những cái điều tuyệt vời hơn đến với các bạn. Thế nên là không việc gì mà phải quá là lo lắng hay là gì đó đâu. Dũng cảm từ bỏ một thứ không thuộc về mình, dũng cảm từ bỏ một thứ mà nó không tốt cho mình ấy. Đấy là một điều tốt, đây là hãy tập trung vào bản thân của các bạn. Thời gian để bạn healing, để làm việc bóng tối bên trong bạn, để chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn. Và chính nhờ cái mối quan hệ này á, mình các bạn nhìn nhận ở một cái mức độ khác á, thì nó đang hướng các bạn về cái việc đấy là nhìn nhận về với bản thân của mình. Đôi khi có những người đến với chúng ta vì duyên nghiệp, duyên nợ gì đó mà các bạn phải trả ấy. Đó, cho nên khi chúng ta trả xong rồi thì bạn hãy cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì ồ, cuối cùng cũng đã trả xong rồi mối quan hệ này rồi. Các bạn sẽ không còn vướng bận bởi nó nữa. Xử nữ, xử nữ. Xử nữ. Sử nữ, let go control issue, không có cách, không unrequited love. Mình thấy rằng là codependency, mình thấy rằng là cái mối quan hệ này của các bạn á, nó có cái mất sự mất cân bằng, có một người yêu nhiều hơn, có thể bạn là người yêu nhiều hơn, và có một cái sự nghiện ngập phụ thuộc ở đây. Nhưng các bạn không thể kiểm soát người này, cũng không thể trói buộc cái người này khi mà họ đã muốn ra đi, cũng không thể trói buộc bản thân mình, không thể trói buộc sự thật. Phải nhìn nhận vào nó mà thôi. Mình thấy là các bạn rất là muốn cố gắng vì cái mối quan hệ này nhá, rất là muốn cho mối quan hệ này một cơ hội nhá, nhưng mà khó lắm các bạn ạ. Mình thấy là bạn rất nỗ lực và cố gắng vì nó đấy, chứ không phải là không. Nhưng mà cái điều này nó không được đền đáp xứng đáng. Một lá nữa. Tụ số. Một mối tình tan vỡ đúng không? Tình tan vỡ một lần bước trong đêm. Open relationship biết ngay mà. Như mình đã nói là nó giống như là một mối quan hệ mà thậm chí bạn không có một cái danh phận gì, bạn không có một cái tên gọi gì. Cho nên là ghen còn chả được quyền ghen, kiểu như thế. Mình thấy là nó làm liên quan đến một cái bàn tay số phận rồi. Kiểu như số phận can thiệp vào đây rồi. Và đã đến lúc để các bạn freedom, giải phóng bản thân mình ra khỏi cái xiềng xích này này. Đó, nhìn một cái bức tranh toàn cảnh rộng ra hơn thì bạn sẽ thấy những cái điều tuyệt vời hơn á chờ các bạn ở phía trước. Và các bạn nghĩ là các bạn có thể hỏi là không biết là các bạn có thể vượt qua được điều này hay không. Câu trả lời là có, một cái từ có rất là mạnh mẽ và đanh thép cho các bạn. Mình tin vào điều đó, và qua giai đoạn này mình thấy mọi thứ trong cuộc sống các bạn ấy sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, kể cả về công việc, cuộc sống hay là những thứ xung quanh nhá. Đó là các bạn xử nữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.